Rồi sáng ngủ dậy ở nhà Thảo nè. Ngủ dậy đang ở Paris. Bây giờ Thảo nó cắt rau. Này chị, cái cây mình bữa chị cho em nè, em tưởng chết mà chị thấy ở sống lên rồi, quý nè. Dưỡng lại Thảo. Tớp đi. Không, em sẽ lấy mấy cái nhánh đó em cắm thêm vô đây xong em làm một chậu nữa chị. Thêm chậu nữa quý. Thêm chậu nữa. Cái Quỳnh ấy cho quý. Nè quý. Nè nó sống lại rồi Thảo ơi. Nè, thấy đừng không? Đừng giục ủng nha. Không, em nó lên có lại giục, rồi. em sẽ cắm thêm vô để cho Trời nó ơi, nhiều nhiều gốc. Trồng mới mốc có bông á. Nè. Còn hiên cái non si á bông nhóc luôn rồi, thấy chưa? Nè, Hai chậu chậu rau là cá. tốt ghê không? Ừ. Xanh là chị ha. Ơi, Bữa của xanh chị cho tốt. về em cắm chung vô đây luôn. À quý. Nho nè, Nho là của nhà trồng hả? nhà chồng luôn. Bên đây nè chị, bên đây nó chín nè, nó có chín nè. Chín rồi nè. Quê có mấy trái nó nhỏ xíu mà nó chín ha. Cái này nhỏ chị, bên đây bự hơn. Bên đây trái bự hơn. Quê bên đó trái bự hơn. Ở ngoài đường á, nó ra ngoài đường nha. Có mấy chùm nho dễ thương quá kìa. Phấn luôn chị ha. Quê, năm nay cây nho của chị nó không có nhiều trái. Nè, cũng bữa nào em chín hết em hái. Đâu thử một trái coi. Nè, bên đây bự hơn nè chị. Quy. Ngon Thảo. Cũng ngọt ha. Ừ, Bữa em có ngọt. bữa bữa cái chùm ngoài đường nè. Trên kìa, có chùm bự kìa. Chị thấy cái hộp ở trong luôn ha, nó mỏng ừ. vỏ hả? Quy, Cái trên hộp ở có trong luôn. Ở ngoài đường có một chùm á, cứ mỗi lần đi chợ là ra đứng chờ xe là em hái. Bốc. Nè có Nó con ăn, nó bộn núp nè. ở trong, nó núp Núp ở ở trong trong nè. á. Này làm được clip thu hoạch nho á Thảo. Chắc được con gỗ ạ. Em thấy người ta làm cái lá nho Này cuốn nè. thịt bò nướng á chị. Đúng rồi, là chắc mày hái phải lá hái lá non á, non ha. lá non, lá Mà non. giờ lá này đâu có làm được đâu, Lá non già á, hết trơn từ kia nó ăn nhiều lắm. Nè bên đây có con chùm nữa Thảo. Thảo, Huy, hai chùm luôn kìa. Nó núp á chị ha. Ui ui nó núp trong đó kìa. Đó. Còn mấy này sâm bo nè. Ui. Nho nho núp trong đó. Cái này nho đen, cái kia nho xanh. Hai dây nho. Trái gì hay nó khác không? Ui có mang dép đàng hoàng vô không mấy đứa? Có chị, có mang dép. Có mang dép phải không? Cái này là cẩm tú cầu màu tím. Ừ. Mà giờ nó bị hết rồi, nó héo rồi. Thảo chỗ này em nếu mà ai làm trồng được á Thảo. Em không chị, em muốn mua cây bơm em trồng ở đây. Cây bơm. Em muốn mua cây bơm. Em nói thân để mua cây bơm. Dỡ mấy gạch này lên phải không? Rồi. Tại vì chị thấy cái nhà kế bên cây bơm quá trời trái mà cũng cái nó xíu vậy hả? Vậy thì trồng. Mình mua mấy cây bơm mà dạng nhỏ thôi chị. Em ở dưới chị có cây bơm trong chậu đó. Đó, trong chậu á, vì tại chị không có chỗ cho nên chị trồng trong chậu á. Vậy thì em... kêu anh Hưng mua bơm nang á, cái loại mà nó không có bó bự á. Ở đây hoặc là ở đây cũng được chứ ha. Thôi bên chị nghĩ bên đó để đi. Bên đây hả? Quy, bên đó để trống rồi nhiều khi em còn trồng gì trồng em để chậu để rồi này kia hiểu không? Bên đây là nếu mà em không ra xác định em không ra cái hốc này thì nên trồng cái hốc này. Cái cửa còn không mở. Quê cửa không mở thì gỡ mấy tấm gạch lên. Quê gỡ gạch lên rồi phát trồng đi. Còn đây thì dĩ nhiên là trồng rau chỉ có thể trồng trong chậu. Trồng trong chậu nhỏ nhỏ. Trong chậu. Hoặc là kêu ảnh xây một phỉnh nào đó vậy đó. Không được bên đó trồng chậu thôi. Trong chậu thôi. Quê tại vì mắc cái cây kia ngay góc đường nữa. Cây này nó bự lắm. Nó bự lắm. Cây đó bên đó em trồng bơm nữa không được đâu tại rễ thằng đó sâu lắm rồi. Đúng rồi. Trồng bên đây thôi. Em là em thích một cây bơm với lại một cây kaki, cây hồng á. Em thích hai cái đó. Mình mua mấy cái loại nhỏ thôi. Nhỏ thôi. Tán già tán lớn là được. Này mà chịu ấy lại thì cũng có chỗ trồng. Nó nhỏ thiệt nhưng mà là chịu ấy lại thì cũng trồng được. Chịu làm lại đàng hoàng á. Nhưng mà nó không có được nắng nhiều á chị. Đúng rồi, nó bị cây cái hàng rào nè. Quê nó bị hàng rào bị cây. Nó bị cây á. Biển về đang khui luôn. Bị cây á. Trồng được hai chậu dắp cá. Trời ơi, ngày hôm qua quên chị quên cắt rau thơm cho em quá trời luôn nha chị. Em thích rau măng á chị, rau măng nó thơm. Tốt. Đi mấy tuần chị đi chơi mấy tuần về đâu nhà về đâu có ăn đâu, tụi nó cũng không ăn luôn. Cái Quỳnh này nó sống rồi, nhớ sống dưỡng lại rồi. Nha Thảo. Này sẵn kéo cắt mấy này luôn nha Thảo. Cắt mấy cái nhánh hư nè. Quê nhánh khô này dục luôn em. Em sẽ cắm thêm cho nó gốc nó cứng quy lên, quy nhiều quá chị. Nhiều. Mà chấm nữa. Chắc khoảng cỡ hai cây nữa thôi nha Thảo. Nè bên đây một nè. Cái với gốc này một quy. Cái nữa thôi nha. Rồi nè, em cắt cái quy nó lên lại rồi nó không có chết. Công nhận Quỳnh nó sống dai dữ quy. Bởi bữa em nói chết chị cũng nói thường thường này sống dai em lắm. Nè đây nè. Em thấy nó heo meo à, em nói rồi tiêu rồi nhưng mà em vẫn nè, tưới. Thằng này sởn ngang trên chỗ này luôn. Em thấy nó heo queo rồi. Đây nhưng, nè. Nhưng mà chị biết em vẫn tưới bình thường. Mấy cái này bỏ hết. Nó tưới 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 vậy mà nó đâm ra. Ôi. À ơi chị cũng chuẩn bị một chậu cho con ấy nhưng mà không phải là Quỳnh tính nó xin gì quên rồi dây trầu bà dây trầu bà thì treo ôi trầu bà treo ôi cái này là xuyên xuyên luôn rồi cái này quá ngon rồi đang lên tốt rồi chậu này chắc ok chị ha.
Ok rồi, chậu này ok rồi. Em muốn em cho một nhánh thằng đó vô đây, nhét vô đây một cái vô đây nữa là chậu này nữa mà tốt lên là quá ngon luôn. Để bữa nào em đi mua chậu, em thêm một chậu quá nữa. Ngon luôn. Nàng Út nè, này kêu là nàng Út trong ống tre nè. Nàng Út đang khui. Nàng Út trong ống tre nè. Nàng Út trong ống tre nè. Cái miệng xuống quắc vậy ta. Nàng Út trong ống tre nè. Giỡn. Mẹ cắt rau nè, mẹ cắt rau vô ăn bánh quế cũng được. Diện dù lên rồi để chỗ nướng thịt, để nếu mà đó cái bàn nhỏ với ghế là đủ nướng thịt ha. Cũng được. Ok rồi, vậy là quá ngon rồi. Nhà vườn rộng thì được trồng nhiều cây lớn nữa. Ôi, thôi chị thấy vậy đủ rồi. Mà ở trong nhà rộng rãi ok, thoải mái là được rồi. Nhà còn tầng trên chưa ai ở nữa thì nhà càng bự càng mệt đó chị, biết sao không? Dọn mệt, cứ làm rồi. Thảo đang chuẩn bị làm đồ ăn trưa. Bữa nay mình ăn cá nướng cuốn bánh tráng, cá hồi nướng. Bữa nay mà mình sướng nha, ở nhà mình cho biết là mình đi nhà Thảo là mình khỏi làm đồ ăn vậy hết, Thảo làm hết. Có người phục vụ. Có người phục vụ, bởi vì đi chơi là sướng nhất á. Có người phục vụ. Này nướng hồi mình làm ăn với nước mắm mắm nêm vậy phải không? Cuốn cao phải không? Đúng rồi chị. Cuốn cao. Bánh không ăn nước bánh, mắm. Quay nước mắm. Hôm nay có ăn mắm nêm mà ăn nước mắm, tại quay. Nước mắm làm rồi. Quay. Đây nè, Thảo đang làm ức gà cho mấy đứa nhỏ nè. Mấy đứa nhỏ nó đâu ăn cá cuốn đâu đúng không? Ngoan lắm. Ngon món lắm, món này nít. Đây nè, này đầu bếp Thảo nha. Đầu bếp Thảo lương cuộc sống Pháp. Ôi ơi, ta Thảo làm gà ngon quá trời luôn mà. Ngon không? Anh Ban ngon không? Anh Ban. Mẹ làm ngon không? Trời ơi nè, mẹ làm gà cho nè. Đó. Cái gì vậy ta? Để mẹ lấy cho mọi người. Ngon quá. Ừ. Ina ngon không Ina? Ina nói ngon á. Ina khen ngon kìa. Cho mẹ thử miếng nha. Cú cú, bé nhất nhà nè. Cú cú. Cho mẹ thử miếng nha, mẹ chấm với Ina nha. Ngon quá Thảo. Rồi bốc khói luôn hả? Bốc khói luôn đó. Mới ra. Mới giờ lấy ra nhìn lên. Nhìn hấp dẫn ha. Giờ bỏ đậu phộng lên. Đậu phộng lên. Chẳng quá. Bữa ở mặt xây cũng toàn là anh Thảo vô bếp không. Bữa nay lên đây thì Thảo đi vào căn mà chị ha, nghỉ ngơi, đừng vô bếp nữa vậy đó. Ừ, vô bếp luôn, sướng luôn. Về tới nhà làm biến luôn nè. Đi xong về tới nhà làm biến vô bếp. Rồi bây giờ chuẩn bị ăn trưa. Ta sáng thì ăn sáng, rồi ngồi tám chơi rồi xong cái đầu chuẩn bị ăn trưa. Cứ ăn không à. Làm gì trang không ngoài ăn. Ăn sáng ăn trưa xong cái đầu hồi tám tám lạng lạng xong cái là tới chiều ăn tối. Ngày này là chỉ có ăn. Ui, ăn chỉ có ăn với ăn không à đó. Bây giờ chuẩn bị ăn nha cả nhà. Quay nha. Xin mời cả nhà. Xin mời cả nhà ăn cơm. Bánh tráng. Ăn bánh tráng cuốn cá với gạo thôi nha. Chỉ ăn gì thôi nha cả nhà. Không có ấy, không có ăn bún hoặc là cơm gì hết á. Ui, ăn để mà không có tinh bột nhiều. Ui, ăn để mà giảm cân. Thằng Thảo nó nói lúc này mập quá à. Nó nói chị mập quá rồi. Cho nên là em phải làm regime cho chị. Đó là chỉ là ăn rau với cá thôi. Không à. Mà không, em nấu cho ăn đừng có lo mập. Tại vì em không mà bị em ngay tốt mà. Hả? À. Chị để ăn. Ủa anh xong hả? Vậy? Anh xong hả? Anh để nó đi. Mà... thì anh chỉ dẹp dĩa này thôi, anh ăn luôn đi. Ông thấy hai đứa ngồi chuẩn bị quay clip cho ông, chuẩn bị dọn chỗ né ông quên. Dưa leo. Khánh An, con ăn dưa leo không? Con ăn dưa leo không? Cũng đi. Dưa leo. Con cũng thích luôn hả? Lại đây cô Thảo cho nè. Trời ơi, bé em mê dưa leo lắm chị. Mấy đứa nhỏ nó ăn rồi trước hết cả nhà. Thôi mình tự nhiên luôn ha. Gì con? Nhà Thảo cũng như nhà mình đi. Con thích ăn đồ chua hả? Quay. Bé lớn thì thích đồ chua em làm á, cà rốt thôi, mê lắm. Ngon phải không? Ủa anh thì không có thích cuốn không? Thích chị, chị coi không ăn chị mắc cười. Chị coi không ăn cá là chị thấy y như trà bông luôn. Sợ thương á chị, mà cá hồi. Nó xấu quá không? Cá hồi. Nó xấu quá không? Nó xấu quá không? Quay nó nói xấu anh á. Chê không? Nó nói xấu anh á. Có sao em nói vậy thôi. Y chà bông á, chị biết chà bông sao là cá không làm y chang. Ủa sao làm? Sợ thì cứ dầm nát nha, sợ sướng á.
sở xương, mùi sở xương là vậy, em mắc cười muốn chết, mỗi lần ăn nhậu em mắc cười muốn chết luôn. Chị ngọt quá. Cười muốn chết luôn hả? Rồi người ta thích cuốn bún rồi này kia nọ. Em thì hỏi bánh mau no đó chị, nó mau no lắm. Hỏi bánh hỏi. Rồi chị hay để bánh hỏi nhà. Tại bánh hỏi làm nó nhanh. Làm nó nhanh. Hết chưa, lại nói mẹ cho nữa nha. Thôi mình chỉ ngâm nước xong cái bỏ lò mì khô que là xong rồi. À, chị bỏ vô quay thôi luôn hả? Ôi nhanh lắm, em chỉ ngâm nước mà ngâm nhanh nha, em nhanh nhiều quá nó nhão luôn á. Quay ngâm nước ấm trong lò dồi á. Chút xíu thôi em lấy ra xong em bỏ vô thắp cây dĩa nè. Bỏ miêu phong bấm 2 phút là xong. Tại em nhà xong gắt mỡ hành này nè. Nhà em ít ăn bánh hỏi lắm. Nhưng mà em cũng có mua một bịch em để dành vậy đó. Ít ăn mà cũng mua để dành. Chị hay mua. Phải làm cái ngâm. Ôi trời nãy chú quên bỏ dưa leo, thấy em bỏ mấy nhé. Giờ nhét vô. Quên mời cả nhà ăn á. Ăn trưa. Đúng rồi, mời cả nhà ăn. Quên mất tiêu. Ngon hả? Ngon là ăn hết luôn nha, ăn hết cháo luôn nha. Em cũng mới ăn cuốn chấm mắm nêm nè, nên bữa nay chị uống nước mắm không được. Nói thấy thương chị nói gì cũng xin tết lên, xin tết lên. Đâu có xương đâu. Không có xương. Anh hơn cái là đâu có xương anh. Không có chứ. Em lấy rồi. Lấy hết rồi. Lấy hết rồi. Chắc chắn. Chắc chắn. Tại vì em lấy cái tay em rờ chị có lại móc lại hết luôn. Em đâu có để lại đâu. Còn như ăn đô rác hay cá ba thì cái đó em không chắc chắn được. Tại cái đó nó có bị xương nhỏ. Không tin tưởng. Không tin tưởng. Không tin tưởng không thôi. Không tin tưởng. Dạ mình không tin nữa, gì mình tin ai? Tin bà hàng xóm. Ở đây có khăn lực le gần không? Thì cũng có hết. Nhưng mà gần không? Chạy cũng... 5 cây số. À thôi. Mình cũng có không muốn gì? Ok. Không muốn gì luôn. Cà phô. Casino gần luôn á chị. Casino. Casino với chị cũng có nè. Vậy hả? Không có. Mà em không thích đi casino. Em không thích. Casino ở miền Nam có. Em chỉ thích cái Ocean thôi. Khăn lực le thì thích cái đó. Lực le cũng thích luôn. Rồi. Em cũng thích nữa. Mẹ em chỉ thích đi Ocean thôi. Anh Hương thì ông thích casino, ông nói đi nó gần. Tại kế bên đây nè, đi nó gần. Mà casino vô chỉ mua được pate này kia thôi. Chứ cái rào củ trái cây rồi không được. Không thấy là có phải xa, xa, nó xa nhưng không phải quá xa, cũng xa xíu xíu thôi. Cho em đi em mua được trái cây thôi. Thôi cái này. Mà trên em cũng mắc. Vô chưa thôi mà gặp đi viên rẻ thì ok. Có bởi em đây em gặp được bắp á chị. Thường bắp cá đồng mấy trái. Đồng mà bởi em đi em gặp đó.